giá này nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Anh thì nghèo khó tiền chẳng có nhà nghèo thì mẹ. Anh nghe nè, cô nói cái gì? Trả cái nhẫn 8 tỷ cho tôi với cô không còn gì đó. Vậy nha. Đi xe xịn ho. Điện thoại xịn ho. Nghèo mà mày đặt đi học. Hôm nay có cô giáo mới. Nè em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Nè em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức say. Tới giờ kiểm tra miệng. Em nói cho cô biết kim tan là gì. Này lên. Dạ thưa cô, kim tan là... Tốt, 10 điểm, về chỗ. Người tiếp theo. Em. Thế này thì làm gì đây? Bằng này tiền đủ đem bánh tráng trộn ở Đà Lạt tụi bay. Anh ơi, anh mình đi với em. Em đi với tao mà anh em phải chơi. Đi với em. Anh mà đi. Tao mà. Tự kỷ thành quen, ngắm nghĩa cho đã trong vườn rồi nói với câu rồi ơi. Dạ anh ăn cái gì? Bún bò Hà Nội. Mì quảng. Bún thịt nướng, lăn bột xà me chiên xù. Tiết canh chó. Cho anh một pizza hot nè cưng. Nhà bài này có con trời. Ờ, anh nói gì vậy? Tôi chưa năm ăn đâu mẹ. Mấy đứa gọi tự nhiên cho anh ăn cái gì kêu hết cho anh, ăn cho lòi họng luôn đi. Ăn gì mày? Dạ, hai anh dùng gì ạ? Món này nhiêu chị? 20 à? Còn món này? Này. Còn món này thì sao? Chục luôn. Này ngon lấy cho em. Dạ không? Một ly cho đá nha. Hả? Quýt rồi lợn. Why you so damn?
anh gì vậy? Anh yêu em. Anh có quà tặng em. Quà gì vậy anh? Dreamcatcher. Yo, my name is KAY and I'm Fit Johnny. Chúng tôi là thanh niên nghiêm túc. Let's go. Anh làm gì vậy? Anh thích em. Anh có món quà muốn tặng cho em. Quà gì vậy anh? Dreamcatcher. Anh tặng em hả? What the hell? Mình đi xem phim đi em. Phim gì anh? Phim The Hell. Ờ, đi. Hai, hôm nay mới coi được mười mấy phim à. Một đống tiền không biết làm gì á. Hay là mình đi caravel đi ha. Em có một sự thích nhẹ. Anh với em đi xem phim nha. Phim gì anh? Phim Hell. Đi đi đi. Có gì cho coi với. Wow. Cái này nhiêu cô? 50. 30 thôi. Không. 35 ngàn. Không. Thôi 40. Không. Bớt 2 ngàn thôi. Bớt 2 ngàn đi. Dẹp. 2 ngàn thôi. Dẹp. Đời tôi cô đơn.
nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng chở em đi, nhanh lên.